mình trên đấy bọn miền Nam hỏng hết. Vợ anh đi làm công nhân, còn anh thì đã đi nấu cơm ở nhà Đức, nấu cơm đón con cho nó. Thế có làm gì được không? Thế ăn nữa, cái giống bà sao cứ làm một lần. Không bà đi thì mất nhiều hơn tỷ. Suy sụp. Đầu tư to một chết nữa, gọi càng nhiều căn càng chết, không gánh nổi, không gánh nổi. Làm cái bản kia thì bắt nó có, nó xin nó ra chứ, nó ra rồi đâu có ra ngay được gì ra ngay được không thấy không có thể ông gặp dành cái này tâm tâm bằng ca thì mất nhiều mấy tỷ, nhưng mà chưa chung số thì hỏng hẳn, gặp đòn gặp tí thích luôn.